Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc Longines. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, còn đầy đủ bóc của Longines đi kèm anh em ạ. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc Longines mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em sở hữu mặt đen piano huyền bí. Và đây là một sản phẩm nằm trong bộ sưu tập là Master Collection, với một cái niềng benzen là niềng vàng khối 18K, bộ dây được bọc vàng gold cap 218K, rất là dày anh em nhé. Và đây là vàng yellow gold. Và với vàng một kim loại quý thì nó khả năng ánh kim rất là mạnh. Đồng thời chiếc này thì được trang bị rất là nhiều kim cương ở bên trong mặt số. Chúng ta sẽ có tổng là 12 viên kim cương, tương ứng với các cọc số và tổng trọng lượng các viên kim cương của chúng ta là 0.045 carat. Đây là những viên kim cương thiên nhiên được Longines tuyển chọn một cách rất là kỹ lưỡng. Chiếc này của chúng ta với đường kính kích thước là 36mm, độ dày khoảng 9.5, và với thiết kế một cái càng cũng không quá dài. Và nó thiết kế dạng cụp xuống như này thì khi anh em trên tay ạ, nó sẽ ôm trọn cái cổ tay của anh em. Và anh em cổ tay lý tưởng để đeo chiếc Longines từ khoảng độ 16.2 trở xuống, đeo rất là tuyệt vời. Mình lên tay để anh em nhìn thấy cái vẻ đẹp của chiếc Longines này ạ. Bên trong mặt số của chúng ta thì anh em nhìn nó sẽ tựa như là một cái bầu trời đêm, và những vì sao lấp lánh trong đêm đó chính là những viên kim cương thiên nhiên. Và mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy khả năng tán sắc tuyệt vời của những viên đá quý này ạ. Những chầu giữ kim cương của chúng ta đều được làm bằng thép không gỉ và được mạ vàng 18K anh em nhé. Và với vàng kết hợp với cả kim cương thì những cọc số của chúng ta nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều anh em ạ. Long ngoài cùng thì sẽ là nơi chứa những vạch chia phút, và tương ứng với những cọc số thì chúng ta sẽ có những cái số Arabic. Vị trí góc 12 giờ là dòng chữ Longines và biểu tượng cánh chim. Và toàn bộ cái biểu tượng cánh chim cũng như là kim cọc của chúng ta đều được hãng thiết kế bằng thép và được mạ vàng 18K anh em nhé. Mắt sáng rất là tốt, kim dây chạy rất là mượt vì sử dụng bộ máy có tần số rộng là 28.800 VPH. Bộ kim được thiết kế dạng kim là liễu rất là đẹp anh em ạ. Vị trí góc 3 giờ sẽ là một ô lịch ngày. Góc 12 giờ của chúng ta thì được Longines trang bị lên tới hai cọc số, tức là một viên kim cương kép ạ. Đó. Chúng ta sẽ có dòng chữ automatic và skip mate nằm tại góc 6 giờ. Chúng ta sẽ có mặt kính sử dụng trên chiếc này vẫn là mặt kính sapphire nguyên khối, và với dòng Master Collection anh em thấy là cái niềng benzen ạ, cái niềng vàng khối này nó rất là dày. Đó. Đây là một thiết kế đặc trưng của dòng Master Collection, một trong những bậc thầy của bộ sưu tập Longines. Vị trí góc 3 giờ sẽ là một đúng điều chỉnh thời gian. Bên trên núm sẽ có một cái logo cánh chim và dòng chữ Longines được hoàn thiện nổi. Và thiết kế núm tạo hình gạnh khía răng cưa này thì sẽ giúp anh em dễ dàng lên gót tay, và chúng ta có thể kéo núm ra để điều chỉnh lịch và giờ rất là tiện lợi. Đi kèm sẽ là một cái sợi dây. Đây là sợi dây thiết kế độc quyền của dòng Master rồi, với 5 chỉ, và chúng ta sẽ có 2 chỉ ở giữa thiết kế mảnh. 2 chỉ này được bọc vàng 18K và nó sẽ chạy từ niềng benzen chạy xuống, tạo hiệu ứng liệt khối. Và chúng ta sẽ có những cái mắt ở các chỉ được bọc vàng rất là dày. Mình sẽ soi lên để cho anh em nhìn thấy rõ ạ. Chúng ta có thể thấy là bao xung quanh một cái lõi thép, đó chính là cái lớp vàng rất là dày. Anh em có thể nhìn thấy ạ. Và cứ mỗi một cái mắt của chúng ta thì sẽ có hai chỉ vàng quấn quanh. Đó. Và với vàng thì anh em rửa tay tiếp xúc hóa chất nó sẽ càng sáng càng bóng bẩy. Như là một lần anh em đánh bóng trang sức ạ. Anh em thì thấy là những cái lõi thép bên trong được quấn rất là dày vàng ở bên ngoài. Đó, rất là đẹp. Các cái chỉ ở bên ngoài của chúng ta thì hoàn thiện phay bóng, và riêng một chỉ ở giữa của chúng ta thì hoàn thiện phay xước. Chúng ta sẽ có một bộ khóa bướm đi kèm, bên trên khóa với biểu tượng cánh chim và dòng chữ Longines được chạm khắc ạ. Và bên dưới chúng ta sẽ có một cái chuyện là một cái stainless steel, ký hiệu của thép không gỉ, và chúng ta sẽ có một cái mã của dây. Mặt sau của chúng ta thì Longines thiết kế lộ máy. Bộ máy sử dụng trên chiếc Longines này là bộ máy Calibre L619.2. Bộ máy này được bay trên nền tảng từ máy ATA2892A2 anh em ạ. Với bộ máy này thì anh em sẽ có 21 chân kính, 28.800 dao động, và chúng ta sẽ có khoảng độ 42 giờ cót cho anh em trải nghiệm. Bộ máy rất là tuyệt vời. Ở phần viền máy chúng ta sẽ được chuyển khắc một số thông tin. Chúng ta sẽ có dòng chữ là Squid này. Chúng ta sẽ có 21. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có chuyện nữa là 21 UGM. 21 là viết tắt của 21 bằng tiếng Anh. Bộ máy của chúng ta sử dụng lên tới 21 chân kính anh em nhé. Đó. Và với bộ máy của Longines được hoàn thiện bởi những cái vân thớ đánh các cái chuyện hình vẩy cá rất là đẹp. Quả văng được thiết kế màu vàng nổi bật, bên trên sẽ là dòng chữ là L619.2 và dòng chữ Longines được thiết kế màu đen. Toàn bộ quả văng của chúng ta được hoàn thiện bởi phay xước này và những đường cái sọc tạo điểm nhấn. Vị trí ba đường wheel của chúng ta thì chuyển động rất là mượt mà rồi. Nơi này chúng ta sẽ có cần gạt chỉnh nhanh chậm này, một viên nào ruby, và anh em tinh mắt nhìn sâu bên trong ạ, chúng ta sẽ nhìn được những cái chuyện là chuyện V8 này. Chuyện của mã máy là chuyện ATA2892. Đó, rất là rõ ràng. 2892A2 và chuyện ATA. 3 lần chạy rất là mượt. Đó.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số thông tin được chỉnh khắc ở mặt sau nha, dòng chữ Salon Jean Master Collection này. Đây là bộ sập trên chiếc này. Chúng ta sẽ có một cái đầu mã sản phẩm là L2.518.5. Chúng ta sẽ có stainless steel này, triện hình chữ S, và chúng ta sẽ có đầy đủ những thông tin nữa như là độ trúng nước là 30m này, squid mét này, rất là nhiều thông tin nữa. Chúng ta sẽ có water resistant, và ở đây chúng ta sẽ có một cái số series number 3558 4426. Và với chiếc Long Jean Master Collection, một chiếc được trang bị rất là nhiều vàng và kim cương, và hiện tại thì giá retail chiếc này đang bán rất là cao, mức giá loanh quanh khoảng độ 70 đến 80 triệu. Trong video này thì đồng hồ Minh Triệu chia sẻ lại cho anh em với mức giá cực kỳ tốt cho một sản phẩm qua sử dụng độ mới cao, mức giá chỉ 39 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng, bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín, thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết chính hãng, sẵn sàng đi thẩm định cùng anh em tại bất kỳ trung tâm cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội. Nếu anh em có nhu cầu, bên mình sẽ cấp thêm cho anh em cái thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu